Xin chào các bạn, tôi là Navu đây. Và hôm nay để tiếp tục với chuyên mục nhật ký hành trình lái xe thì tôi có một một người bạn đồng hành, ông chính xác hơn là một cặp người bạn đồng hành rất là đặc biệt. Và đây ạ. Nào, cùng đi nhé. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Đây là hai người bạn đồng hành của tôi ngày hôm nay. Trong hôm nay tôi sẽ đi đưa hai người bạn này đến một nơi rất là đặc biệt. Đó là hai chú gà. Mình không biết là gà đực hay là gà mái nữa, gà trống hay là mái nữa. Chuyện là tôi sắp muốn tổ chức một bữa liên hoan gia đình nhỏ nhỏ thôi. Làm bữa lẩu gà, thế nhưng mà tôi lại không biết thịt gà. Thật là hơi xấu hổ một chút, mang tiếng là phượt thủ, mang tiếng là biker các thứ. Anh em toàn thấy tôi chơi xe mà, toàn gọi tôi là phượt thủ biker, nhưng thực ra tôi cũng chỉ là người đi xe máy bình thường thôi. Đấy, mang tiếng là chạy tour các thứ rất là dài và từng trải qua rất là nhiều điều kiện khắc nghiệt. Thế mà cuối cùng trói gà không chặt, đến thịt hai con gà cũng không xong. Từ bé đến giờ tôi chưa giờ tôi cầm dao giết con gì cả. Thế nên là để tôi tự tay tôi chọc tiết con gà này thực sự là một điều rất là khó khăn. Bảo tôi đi 100 cây số thì tôi còn đi được, 1.000 cây số cũng đi được. Thế nhưng mà bảo thịt một con gà thì thực sự đấy là điều rất là khó khăn đối với tôi. Và hôm nay là tôi phải nhờ một người bác để bác ấy thịt hộ con gà này. Bác tôi thì chuyên làm cỗ các thứ nên là rất là giỏi. Sau nào hai người bạn tôi đang rất là ngoan, không có cựa quậy gì luôn. Ngoan nhá. Hôm nay là tôi đưa hai người bạn này đi dạo phố một lần cuối trước khi mà chúng sang thế giới bên kia. Hôm nay là tôi đi dạo phố với hai người bạn này lần cuối thôi. Muốn cho hai em nó ngắm nhìn phố phường lần cuối cùng. Biết đâu là kiếp sau nó được hóa thành người. Bởi vì kiếp này nó đã biết được thế nào là con người, xã hội loài người, họ sinh sống ra làm sao. Đúng không? Đấy. Tôi có trí tưởng tượng khá là tốt. Hy vọng vậy. À, nhìn nó kỹ đi nhá, nhìn kỹ đi. Mình nhìn kỹ xem mà con người cái kiếp này họ sống như thế nào. Biết đâu kiếp sau tao lại làm gà là sao, đúng không mày? Tao làm gà là sao? Còn mày lại làm người. Hoặc là biết đâu chúng ta cùng làm người, chúng ta lại cùng anh em đúng không? Cái kiếp này chúng ta cùng đi với nhau như này thì coi như cái duyên của chúng ta giờ là hết rồi. Hôm nay là cái ngày cuối cùng chúng ta gắn bó này thôi. Không hiểu là có kiếp sau không nhỉ? Không biết kiếp sau thì mình sẽ thành như thế nào. Vì thế kiếp này mình tích đức đi. Mình ăn thịt cũng là sát sinh rồi. Thế nên là trước khi mình ăn thịt nó thì mình có thể làm một cái điều gì đấy tốt cho nó. Biết đâu mình có thể tích đức được. Và hiện hai con gà này rất ngoan, không hề là cọ quậy cái gì cả luôn, nằm rất im. Các bạn là chiều nay thời tiết ở đây rất là đẹp nữa. Thời tiết ở đây rất đẹp. Đưa gà đi dạo.
Vâng, hiện tại tôi cảm thấy là cũng có một vài người đang đứng trên đường nhìn thấy tôi. Không hiểu là thằng này nó đang làm gì. Bạn nhìn rõ đường chưa ạ? Đường rất đẹp đúng không? Kiếp này thì hai bạn gà này đã được trải nghiệm tốc độ, thì hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ cùng được đồng hành trên những chặng đường phượt nhá. Chắc hẳn là hai bạn gà này đang cảm thấy rất là phấn khích. Cả đời ở trong chuồng mà hôm nay mới được ra ngoài này, lại còn được đi Exciter, lại còn được đi tốc độ cao, lại còn được lên cả video nhật ký hành trình lái xe của mình nữa. Đến con mèo mình nuôi chục năm nay mình còn chưa đưa nó lên video bao giờ. Vậy mà hai bạn gà này đi qua ngã tư ở Việt Nam thì mặc dù là đèn xanh ấy, nhưng mà các bạn vẫn luôn phải chú ý đường, bởi vì khó mà có thể có lòng tin đối với ý thức của người dân hiện nay. Đây, tôi bây giờ đang trên đường về nhà bác để tiễn đưa hai chú gà này. Ôi dồi ôi, cả anh vừa đi ngược chiều anh lại còn vừa nghe điện thoại nữa. Này, đến chịu mà thôi. Đấy, tôi vừa nhắc đến việc là không thể có lòng tin đối với ý thức của người dân tham gia giao thông mà. Ý như rằng gặp ngay tình huống. Cũng may là đường tắc nên là tôi đi tốc độ chậm. Chứ như vừa nãy ở trên cầu mà gặp tình huống này thì chắc là cũng sấp mặt lờ rồi. Ôi rồi ôi, chị Lít bất ngờ ở đâu xuất hiện, lại là Ninja Lít. Danh sách những hung thần của giao thông Việt Nam luôn là các Ninja Lít. Không sai, không ai phải cướp top của các chị à. Anh em chúng tôi đi Exciter có đi ẩu thật đấy, nhưng mà không bao giờ tạo ra những cái pha tình huống bất ngờ như thế. Rồi, lượn một vòng đưa gà đi chơi rồi, bây giờ sắp về đến nơi ăn nghỉ cuối cùng rồi. Không có bữa tiệc vui nào là không tàn. Không có phút giây nào là mãi mãi cả. Cuộc gặp gỡ nào rồi dù cũng có đến lúc chia ly thôi. Đó là cái điều mà cuộc sống này các bạn luôn phải chấp nhận. Dù hơi đáng buồn nhưng thực tế là như thế. Dẫu sao là các bạn sống một cuộc sống như thế nào thôi. Đây là nhà bác tôi. Bác ạ. Vâng, cháu có hai con gà đấy ạ. Vâng, bán thịt hộ cháu hai con gà này ạ. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Vâng, thì cháu về luôn bác nhá. Vâng. Ok. Sao ngõ này nhiều nhà nghỉ thế nhỉ? Vâng, có lẽ đến lúc phải dừng cái video ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các anh em trong những video lần sau. Những video nhật ký lái xe của Navu, bình luận tâm sự, tất cả các thứ trên trời giấy biển. Ok nhá, xin chào và hẹn gặp lại.